Thưa các cô bác anh chị là phụ huynh, ông bà của những cháu bé mà đang nằm ở bệnh viện điều trị ở bệnh viện ung thư. Hôm nay thì con là Tuấn Dương, đại diện cho cô Lam ở Mỹ, tới để mang hơn 100 cái phần quà, mỗi một bao thư trị giá là 200.000 và một cái chiếc quạt này nữa này, một cái chiếc quạt này cho các bé để các con nằm viện quạt cho nó mát. Thì cô có một cái lời chúc là chúc các con mau sớm về nhà. Đó thì mỗi một phần quà sẽ trị giá là 200.000. Bọn con sẽ bỏ vào trong cái bao lì xì. Thì sẽ nhờ các cô ở bên bệnh viện ung bướu đây, các cô sẽ đọc tên tới ai thì cô bác anh chị tới nhận giùm con. Vâng, rồi con xin hết. Cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Tuấn Dương hiện nay đang có mặt trước cổng bệnh viện ung bướu. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện cổ tích mà có lẽ là nhiều người nghĩ rằng đây là chuyện cổ tích, nhưng là đây là một câu chuyện cổ tích có thật. Đó là câu chuyện cổ tích về cách cư xử giữa con người với con người. Và đây là câu chuyện cổ tích về lời cảm ơn. Mời quý cô bác anh chị cùng đi với mình nhé. Bây giờ mình sẽ vào phòng công tác xã hội để liên lạc. Anh chị thì trong cái video clip lần trước là một Việt kiều ở Arizona đã mang cái tấm lòng của bà con ở Arizona về để tặng các bé ung thư ở bệnh viện ung bướu. Thì có một cái trường hợp này, đó là nguyên cả một cái đoàn người như thế này đó, thì các bạn thì chỉ có một em bé. Đây là em bé này, này. Em bé này là em bé này là mặc dù tuổi rất là còn nhỏ nhưng mà có biết nói lời cảm ơn. Còn nguyên một đoàn người cả trăm người thì không ai nói một lời cảm ơn. Và khi mà nghe được cái thông tin này thì cô Lam đã có nói với Tuấn Dương là sẽ giúp tặng cho em một cái món quà rất là giá trị. Vì em còn nhỏ nhưng mà đã biết nói lời cảm ơn, trong khi thì rất nhiều những người lớn họ nhận tiền nhưng mà họ không có nói tiếng nào, cũng không có một cái lời cảm ơn, vẫn biết rằng là khi đã cho thì không cần cái lời cảm ơn. Nhưng đây là các bạn nhìn này, đó đó, em bé này nói cảm ơn rất là to đó. Thì rất là tiếc nhưng mà hôm nay thì em này lại không có mặt ở đây. Rất là tiếc em bé này hôm nay thì đã không có nằm ở trong viện, có lẽ là em được về rồi. Thì lẽ ra là có một cái món quà rất là giá trị dành cho em, nhưng mà rất tiếc khi mà Tuấn Dương liên lạc với các cô bên phòng công tác xã hội thì các cô nói rằng là hôm nay bé không có ở trong bệnh viện. Thì bây giờ trời đang mưa rồi, ở đấy thì cũng có làm việc với các cô trong phòng công tác xã hội, thì chờ chút xíu nữa có lẽ trời ngớt mưa thì sẽ phát quà. Hôm nay thì sẽ dự kiến là sẽ phát là 104 phần quà, mỗi một phần là trị giá là 200.000 cho các bé. Thì bây giờ Tuấn Dương cùng với các cộng sự của cô Lam đang đứng đợi để chuẩn bị phát quà đây các bạn. Thì ngoài một cái bao lì xì trị giá là 200.000 cho các bạn, thì còn có những cái chiếc quạt này cho các bé để nằm viện quạt cho nó đỡ nóng bức, nóng nực ha. Đây là hình những các con thú cưng, ví dụ như là đây con mèo Hello Kitty này, đây hình như là con chó, con thỏ đó. Cái này quạt rất là mát rồi đó. Vâng, đây sẽ để cô các cô đây hướng dẫn này. Dạ, con đọc nha. Chiến thắng à? Chiến thắng rồi. Chiến thắng. Thưa các cô bác anh chị là phụ huynh, ông bà của những cháu bé mà đang nằm ở bệnh viện điều trị ở bệnh viện ung thư. Hôm nay thì con là Tuấn Dương, đại diện cho cô Lam ở Mỹ, tới để mang hơn 100 cái phần quà, mỗi một bao thư trị giá là 200.000 và một cái chiếc quạt này nữa này, một cái chiếc quạt này cho các bé để các con nằm viện quạt cho nó mát. Thì cô có một cái lời chúc là chúc các con mau sớm về nhà. Đó thì mỗi một phần quà sẽ trị giá là 200.000. Bọn con sẽ bỏ vào trong cái bao lì xì. Thì sẽ nhờ các cô ở bên bệnh viện ung bướu đây, các cô sẽ đọc tên tới ai thì cô bác anh chị tới nhận giùm con. Vâng, rồi con xin hết ạ. Dạ. Vâng, giờ cô bắt đầu đi ạ. Dạ dạ. Chiến thắng ạ.
nào? Đông Khang. Ôi. Bà ông nào? Nhã đây. Chào bà ơi. Minh Khang. Bảo Trân đây đúng không ạ? Vâng. Vâng, vâng. À rồi, bên đây trước đi. Rồi, đây. Vâng, cảm ơn bà. Ai tên gì thì lên nói nha. Ví dụ cô gọi Quốc Bảo thì ai Quốc Bảo nói Quốc Bảo nhá. Dạ. Bảo Trân đúng không chị? Dạ vâng. Tất cả ra sau nhá, ai nhận ra sau nhá. Có tên mới có ạ. Dạ vâng. Văn Nuôi. Quần Như. Quế Lân. Bảo An. Rồi đi ra sau các cô chú ơi, đây đang hơn. Dạ dạ. Con đang khám cho bệnh nhi ạ. Con đang khám cho bệnh nhi ạ. Phúc Thịnh. Bé Phúc Thịnh. Tiến Minh đó. Tiến Minh đây, ok. Minh Thông. Có bé nào phòng này nữa không? Phòng 4 còn bé nào không? Phòng 5 đâu. Phòng 5 nhiều. Rồi phòng số 5 nhá. Rồi cứ đọc đến tên ai thì người đó có xong rồi lên nhận nhá. Chị ơi, chị để sau. Bây giờ Đinh Đan. Tú Lộc. Tú Lộc đó. Rồi. Con đứng lùi lại xíu con. Rồi, có anh đây. Lên đây, lên trên đây trả đồng thời. Mới đây mới lấy tổ. Đi đằng sau bà ơi. Bà đi đằng sau bà. Chú tên gì chú? Bé gì? Lina, bé Lina, rồi. Minh Khôi đúng không? Rồi. Anh tên gì anh? Có không có qua rồi anh đứng sang bên cạnh đã cho người khác nhận đã. Avila đúng không? Rồi. Bé Tiến Phúc. Quỳnh Nhi đúng không chị? Rồi. Thảo Vi. Tên gì chị? Minh Huy.
ngon. Chí Thúc, Võ Minh Huy, Phạm Châu, Minh Huy đúng không chị? Rồi. Phạm Châu, Gia Thảo. Có bé nào phần 5 không ạ? Ngoài trời đang mưa rất lớn luôn nha các bạn. Đây là con nhà em à? Con nhà em à? Lát xíu dừng lại nhá. Vâng, rồi cảm ơn chú. Vâng vâng. Kim Tiến này. Kim Tiến. Quốc Bảo. Quế Trân. Quốc Hiếu. Gia Huy. Anh Trung. Hai Giang. Nhật Trang. Bé này ngồi đây nhá, ngồi ở đây xíu lên chú bảo. Anh Hồ. Anh Phúc. Dạ, Thêm Phúc. Thêm Phúc. Ngoài trời đang mưa rất là lớn, sau khi phát xong thì các bé đi lên phòng á. Giờ cô đang rà soát lại một số những cái trường hợp. Dạ hết rồi đúng không cô? Dạ. Dạ rồi, rồi cảm ơn cô nhé. Không có xin phát ngoài. Vâng, không xin phát ngoài đâu. Thì rất nhiều người chạy tới. Dạ dạ, vâng. Thôi cứ theo danh sách của các cô đi ạ. Dạ vâng, rồi cảm ơn cô. Nếu phần dư mình có thể dự test cho một ca nào khó khăn không? Vâng. Dạ được rồi, em cảm ơn. Thì cái này... Chị thì ngoài trời vẫn đang mưa rất là lớn. Thì... Tấn Dương cũng xin cảm ơn cô Lam đã tạo điều kiện để giúp đỡ các em có thêm những các cái phần tiền để trang trải chi phí ăn uống cũng như là khám chữa bệnh. Và Tấn Dương cũng xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video clip này. Nếu mà quý cô bác anh chị có thấy video hữu ích thì hãy vui lòng bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Còn nếu muốn giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn thì quý cô bác anh chị hãy liên lạc với phòng công tác xã hội của bệnh viện để mà những cái tấm lòng của cô bác anh chị được gửi đến đúng người mà có cái hoàn cảnh khó khăn. Tuấn Dương xin cảm ơn.